là làm ban quản lý chợ của Võ Thành Trang ở gần ngã tư Bãi Hiền của mình đó. Thì hôm nay bác đã dùng cái sản phẩm của Farminex là công ty Lifehack, sản phẩm là Lifehack Nano. Thì bác dùng thì trong vòng bao lâu và bác cảm thấy sức khỏe của bác như thế nào đó bác? Tôi dùng cái thuốc hai cái loại thuốc này, thứ nhất là loại Pon, là thứ hai là Cactilage, là một thứ là trị về bổ xương, một thứ thì tạo chất nhờn cho cơ khớp. Thì dùng cái này khoảng trong vòng từ 2 tới 3 tháng thì thấy những cái khớp gối của tôi nó nhẹ nhàng lại, nó không có bị rít như hồi trước nữa, và lên xuống cầu thang nó cũng nhẹ. Hồi xuống là lên xuống cầu thang thì đi rất là chậm, bây giờ tôi đi là nó nhanh hơn, và thấy nó cái đầu gối nó trơn mà không có bị trục trặc gì trong đó. Thì xem như tôi uống cái này là được hơn nửa hộp rồi, thì từ thời gian là 2 tháng đổ lại. Dạ, thì con biết là bác đang ở trên lầu cầu thang đó. Mỗi lần bác đi lên đó thì cái khớp, người tại vì lớn tuổi thì cái chất nhờn ở trong đầu gối đó, nó bị khô đó. Thì khi mà bác uống cái sụn cá mập á, tên của nó là Calilac á, thì bác thấy bác đi lên cầu thang thì bác cảm thấy sức khỏe của bác như thế nào? Tôi cảm thấy cái khi lên cầu thang và xuống cầu thang thấy nó nhẹ nhàng hơn lúc trước. Có nghĩa là hồi trước là tôi đi cũng như là hai cái chân bước lên một bậc rồi mới bước lên bậc khác. Bây giờ hai cái đầu gối nó nhẹ vậy đó, mỗi cái bước từ bậc lên luôn chứ không có dừng lại. Hồi trước là bước một cái rồi bước thêm một cái nữa phải dừng lại. Bây giờ là tôi đi luôn, và bận xuống cũng đi luôn một lượt, không phải là đi từ bậc như trước đây. Dạ, xin cảm ơn bác ha, chúc bác được nhiều sức khỏe để bác có thể là lo cho sức khỏe của bác và lo cho con cháu sau này. Cảm ơn bác ha, xin chào bác.